Kim xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 3 tháng 8 năm 2021 như sau. Cũng như thường lệ thì sẽ là cập nhật về tình hình Covid-19. CDC đã cho biết những người đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập mà không cần phải đeo khẩu trang. Các gia đình có thể đăng ký để nhận được khoản cứu trợ khi trả tiền giữ trẻ ở quận Fort Bend ngay hôm nay. Đây là một quận của tiểu bang Texas nha quý vị. Và cập nhật cuối cùng dĩ nhiên là gói cứu trợ lần thứ ba Thì quý vị cũng biết gói cứu trợ thứ ba trị giá 1 chín À, 1,9 nghìn tỷ đô la đã được Thượng viện thông qua vào hôm thứ Bảy Và Hạ viện hiện nay họ đang chuẩn bị đợi bỏ phiếu cho cái gói này vào ngày mai Kim sẽ cập nhật bước tiếp theo là gì và khi nào mọi người sẽ nhận được tấm chất 1004 của mình Đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều người vẫn đang bình luận rằng chúng ta có thật sự được tấm chất 1.400 hay không? Câu trả lời là có, tin hay không, nhưng nó sẽ xảy ra. Trong video này, Kim sẽ chia sẻ hết những thông tin này. Đây là những gì sẽ xảy ra trong tuần này. Hôm nay, vào thứ hai Hạ viện sẽ bỏ phiếu về các quy tắc đặt ra thời hạn của dự luật, họ đang đặt ra các công việc cơ bản để tiến hành cuộc bỏ phiếu vào ngày mai là ngày thứ ba nha quý vị. Đó chỉ là một trong những thủ tục mà họ còn phải làm, sau đó các chính trị gia có thể sẽ bỏ phiếu về dự luật vào ngày mai. Có nhiều người đang hỏi rằng có khả năng Hạ viện sẽ bỏ phiếu không cho cái dự luật này hay không thì điều đó rất khó xảy ra nha quý vị bởi vì dự luật này là từ các nhà dân chủ và nhà dân chủ họ đang kiểm soát ở Hạ viện. Quý vị cũng biết là có một số thay đổi trong cái gói này mà ở những người ở Hạ viện ở bên đảng Dân Chủ họ không hài lòng lắm nhưng tuy nhiên họ nói rằng họ vẫn sẽ bỏ phiếu đồng ý và bỏ phiếu yes cho cái dự luật này một khi mà hạ viện bỏ phiếu và thông qua dự luật thì nó sẽ được chuyển đến tay của tổng thống một khi tổng thống ký thì dự luật sẽ được ký thành luật Bây giờ chúng ta hãy xem những gì bao gồm trong cái gói lần 3 này và những gì đã thay đổi cũng như là bước tiếp theo là gì và Kim sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi về số tiền 3.000600 cho trẻ em ai đủ điều kiện những người đã khai thuế cho năm 2020 rồi thì làm sao có thể nhận được số tiền 3.000 hoặc là 3.600 này và khi nào thì số tiền 3.000 đến 3600 mọi người sẽ nhận được cũng như là tấm chất lần là lần thứ ba này. À, thông tin rất cần thiết Về cái tiền gia hạn thất nghiệp Của tiểu bang Và 300 trợ cấp thất nghiệp Của liên bang Hỗ trợ thuê nhà, tiền thuế đất Và tiền điện nước rác Cũng như là những sinh viên nào Sẽ được miễn trừ tiền vay Số tiền này Sẽ được miễn thuế đến bao lâu Thì cũng như cái lịch gửi chắc Và cái nhóm người nào Sẽ được ưu tiên nhận chắc trước Và nhiều thông tin rất mới Và hữu ích Kim hy vọng quý vị xem hết video này để biết thêm những chi tiết này nha. Quý vị cũng biết thì cuối cùng CDC cũng đã thông báo là những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập với những người đã được tiêm phòng khác trong nhà mà không cần phải đeo khẩu trang hoặc là tránh xa xã hội theo hướng dẫn đã được các quan chức y tế của liên bang chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, CDC cũng tiếp tục khuyến cáo những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn đeo khẩu trang, được trang bị đầy đủ, tránh tụ tập đông người và tạo khoảng cách thân thiện với những người khác khi ra ngoài công cộng. CDC cũng khuyên những người được tiêm chủng nên đi xét nghiệm nếu họ phát triển các triệu chứng có thể liên quan đến COVID-19. Tiếp theo là tin vui cho những ai đang ở quận Fort Bend của tiểu bang Texas thì các gia đình có thể đăng ký để nhận được khoản cứu trợ khi um, khi mà trả tiền giữ trẻ và số tiền này đó là đến từ cái đạo luật CARES mà được thông qua vào năm ngoái nha quý vị. Các gia đình có thể nhận được tới 500 đô la cho mỗi trẻ em, tối đa là 3 trẻ em mỗi gia đình được sử dụng tại bất kỳ cơ sở giữ trẻ nào có tham gia ở cái quận này thì đợi đủ điều kiện thì quý vị phải có sống ở cái hạt Fort Bend này, có con dưới 13 tuổi, đáp ứng các tiêu chí về mức thu nhập, à, đã trải qua một số mất thu nhập vì đại dịch, sử dụng phiếu thưởng đã được phê duyệt tại một trung tâm chương trình chăm sóc trẻ em được cấp bởi uh, của tiểu bang Texas hoặc là người chăm sóc trẻ em tại nhà được cấp phép của Texas thì những cái cơ sở mà đã cấp phép đã được cấp phép đó thì phải có trong cái danh sách uh, ở cái quận này thì trong cái video này kim đợi cái phần mô tả thì quý vị bấm vào cái đường link này để coi coi nếu như mình là cái nơi mà giữ trẻ thì mình bấm vào coi mình có tên trong cái danh sách này hay không nha. Và trong bài báo này cũng sẽ cho quý vị biết là cái số tiền quý vị income limit là bao nhiêu, một nhà có mấy người thì phải là income bao nhiêu luôn. Thì quý vị bấm vào đây để tham khảo thêm dùm Kim nha. Và quý vị cũng có thể bắt đầu đăng ký cho cái chương trình này vào ngày hôm nay luôn. Cái đường link cũng trong cái bài viết này luôn nha quý vị. Đến đây, nếu quý vị cảm thấy thông tin tóm tắt của Kim trong ngày có hữu ích, quý vị có thể ủng hộ tinh thần cho Kim bằng cách bấm nút chia sẻ, bấm nút like. Cũng như nếu quý vị nào chưa đăng ký thì có thể bấm vào nút đăng ký và nút chuông để nhận được những video mới của Kim nha. Và sau đây là phần cập nhật về gói cứu trợ lần thứ ba mà quý vị đang quan tâm. Khi mời quý vị tiếp tục theo dõi video Thì trong cái gói cứu trợ này sẽ có tấm chất 1 tư Quý vị sẽ nhận được 1 tư cho mỗi đứa con Và 1 tư cho người lớn phụ thuộc những cá nhân single sẽ nhận được toàn bộ số tiền 1.400 nếu thu nhập của quý vị là 75.000 đô la một năm hoặc là thấp hơn. Nếu quý vị kết hôn, khai thế chung thì quý vị sẽ nhận được toàn bộ số tiền 1.400 cho mỗi người nếu thu nhập tổng hợp của quý vị là 150.000 mỗi năm hoặc là thấp hơn. Quý vị sẽ nhận được 1.400 cho mỗi người lớn phụ thuộc, bao gồm cả con của quý vị đang học đại học và cha mẹ già phụ thuộc. Bất kể quý vị có bao nhiêu trẻ em phụ thuộc và người lớn phụ thuộc đều được 1.400 cho mỗi người. Nếu quý vị kiếm được hơn 80.000 đô la với tư cách là một người độc thân hoặc là 160.000 một năm với tư cách là một cặp vợ chồng khai thuế chung thì quý vị sẽ không đủ điều kiện để nhận được đồng nào cả. Và kim nhắc lại, tổng cái cái số tiền mà thu nhập này là sau khi trừ thuế và mọi thứ là AGI amount nha quý vị. Đây là chi tiết cuối cùng của trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp sẽ là 300 đô la mỗi tuần, có nghĩa là quý vị sẽ tiếp tục nhận được những phúc lợi của tiểu bang và cộng thêm 300 đô la mỗi tuần. Số tiền này sẽ được mở rộng trợ cấp thất nghiệp của nhà nước và phúc lợi cho những người lao động tự do, nhà thầu độc lập và lao động hợp đồng cũng sẽ được áp dụng. Các phúc lợi sẽ được gia hạn cho đến ngày 6 của tháng 9 năm à, và 10.200 phút lợi đầu tiên sẽ được miễn thuế do đó nếu quý vị nào đã nộp tờ khai thuế cho năm 2020 thì quý vị sẽ cần phải nộp lại tờ khai thuế của mình cái đó nó gọi là amendment trong hầu hết các tình huống thì quý vị sẽ được hoàn tiền lớn hơn và quý vị sẽ nhận được tiền nhiều hơn Điều này sẽ không áp dụng nếu thu nhập của quý vị trên 150.000 đô la một năm những phụ huynh sẽ nhận được 3.600 cho mỗi đứa trẻ dưới 6 tuổi và 3.000 cho trẻ em từ 6 tuổi đến 17 tuổi. Quý vị có thể yêu cầu số tiền này trên tờ khai thuế cuối năm của quý vị hoặc quý vị sẽ nhận được số tiền đó chia thành thanh toán hàng tháng. Thì để Kim giải thích thêm về cái phần này bởi vì Kim có rất là nhiều câu hỏi. Cái số tiền này đó trước đây đã có rồi nha quý vị. Tax credit từ 2.000 cho mỗi gia đình nhưng bây giờ họ tăng lên là 3.000 đến 3.600 thì cách thức mà nhận được cái tiền này đó là như thế này thì trong quá khứ cha mẹ yêu cầu khoản tín dụng này mỗi một lần khi khai thuế vào cuối năm hiện tại cái thay đổi này cho phép cha mẹ ứng trước khoản tín dụng trong các khoản thanh toán định kỳ có thể là 300 hoặc là 320 đồng một tháng và các khoản thanh toán này sẽ được bắt đầu vào tháng 7 nha quý vị và kéo dài đến tháng 12. Có nghĩa là phụ huynh sẽ nhận được tổng cộng 1.800 đô la hoặc là 1.920 trong 6 tháng cuối năm. Phần còn lại sẽ được coi là khoản tín dụng cho các khoản thuế của năm 2021 lúc cuối năm khi mình khai thuế. Và một điều đặc biệt nữa là các gia đình nào không đủ điều kiện cho khoản tín dụng 3.000 đến 30.000 này đó thì sẽ có thể yêu cầu khoản tín dụng thuế thông thường là hồi xưa giờ mình nhận được là 2.000 cho mỗi trẻ em. Miễn là thu nhập của quý vị vẫn dưới 200.000 đô la cho single và 400.000 đô la cho uh, một cặp vợ chồng câu hỏi đặt ra rằng nếu hạ viện thông qua cái gói này vào ngày mai và được tổng thống ký trong ngày mai luôn thì khi nào chúng ta được nhận tấm chất này Tấm chất lần 3 này sẽ được gửi ra theo từng đợt. Nếu quý vị không có bản khai thuế của năm 2019 trong hồ sơ hoặc nếu quý vị không đủ điều kiện để nhận được tấm chất lần thứ 3 này dựa trên dữ liệu khai thuế của năm 2019, thì hãy đảm bảo rằng quý vị nộp tờ khai thuế năm 2020 càng sớm càng tốt nếu quý vị đủ điều kiện với dữ liệu của năm 2020 của mình. Và nếu tổng thống ký vào ngày mai thì mọi người có thể nhận được chắc vào cái uh, ngày 15 của tháng 3 là thứ hai tuần tới như quý vị và cũng có thể là quý vị có thể nhận được tiền sớm nhất là vào ngày thứ bảy là ngày 13 của tháng 3 chắc giấy đầu tiên sẽ được gửi ra một tuần sau đó là tháng 3 của ngày 22 trong hai lần check lần 1 và lần 2 đó, iOS Sở thuế cho biết là họ phải gửi ra hết uh, những cái tấm check vào một ngày nào đó, nhưng tấm check lần thứ 3 này thì thời hạn iOS để hoàn tất việc gửi check là ngày 31 của tháng 12 năm 2021. Câu hỏi tiếp theo, tôi có thể làm gì để nhận được tiền của mình nhanh hơn thì quý vị phải còn bỏ thông tin ngân hàng để nhận được direct deposit khi quý vị khai thuế cho năm 2020. Nếu quý vị nào có thay đổi địa chỉ sau khi khai thuế thì quý vị còn cập nhật địa chỉ mới với iOS càng sớm càng tốt. Câu hỏi tiếp theo tấm chất lần thứ ba của tôi có được sử dụng để trả tiền cấp dưỡng nuôi con hoặc là các khoản à, nợ khác hay không? Câu trả lời là không. Câu hỏi tiếp theo, nếu tôi đã ly dị, đang chia quyền nuôi dưỡng con và tôi cũng đang à, trả tiền trao support cho con, thì ai là người nhận được 1.000 của đứa con này? Đứa con, nếu đứa con sống với người phụ huynh nào lâu hơn trong năm, thì người đó sẽ được tắm chắc 1.000 Câu hỏi tiếp theo, nếu tôi không có số an sinh xã hội, thì tôi có được chắc 1.000 hay không? Câu trả lời là không. Tiếp theo, nếu vợ hoặc chồng của quý vị không có số an sinh xã hội, nhưng mà quý vị có thì quý vị cũng sẽ nhận được 1 tư với giả định rằng quý vị có số an sinh xã hội. Những người qua đời trước ngày 1 của tháng 1 năm 2021 sẽ không được check. Những người đang ở tù sẽ được check lần 3. Và trong gói này cũng sẽ có tiền EIDL loan và tiền PPP nha quý vị và trong cái gói này cũng có rất là nhiều thứ khác nữa chẳng hạn như chính cho tiền của chính quyền và địa phương à, tăng lên cái tiền 15% cho snap benefit rồi trường cho đại học rồi tiểu học và bất kỳ khoản vay nào được miễn cho sinh viên từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ được miễn thuế. Và đó là những gì mới nhất về cái gói cứu trợ khi muốn đem lại cho quý vị đến ngày hôm nay. Thì mình sẽ chờ kết quả của ngày mai nha quý vị. Thì thưa quý vị, bản cập nhật vừa rồi của Kim cũng đã khép lại phần cập nhật tin Hoa Kỳ trong ngày. Nếu quý vị thấy những thông tin của Kim có hữu ích, xin quý vị có thể ủng hộ tinh thần cho Kim bằng cách bấm nút chuông cũng như đăng ký nếu quý vị nào chưa đăng ký channel Kim Phạm USA nha. Kim chào tạm biệt và